Hơn 8.000 học viên pháp luật Đại Pháp từ 56 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tề tựu về New York, Mỹ để tham gia chuỗi sự kiện 3 ngày chào mừng Ngày Pháp luật Đại Pháp Thế giới năm 2019. Trang phục truyền thống nổi bật, biểu ngữ đầy màu sắc mang thông điệp hy vọng và giai điệu vang dội được biểu diễn bởi một ban nhạc diễu hành 500 người. Đó là những điểm nổi bật của cuộc diễu hành được tổ chức tại Manhattan, New York vào ngày 16 tháng 5, một trong chuỗi sự kiện 3 ngày kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm nay. Đến từ Đài Đại Kỷ Nguyên Việt Nam, chúng tôi sẽ hỏi bạn một vài câu hỏi. Tôi tên là Kathleen. Where do you come from? Bạn từ đâu đến? Tôi đến từ Singapore. Why do you come here? I come here to support my dad. Tôi đến đây để cổ vũ cha của tôi. Thế là bố của bạn là học viên Pháp Luân Công à? Ồ, bố của tôi là học viên Pháp Luân Công, ông ấy đã luyện tập 19 năm rồi. Bạn nghĩ gì về Pháp Luân Công? Tôi nghĩ rằng đây là một cái phương pháp tu luyện rất là tốt. Tôi được nghe rằng là họ làm những điều thật là khủng khiếp tồi tệ ở Trung Quốc, về Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ là những làm những việc thật là tà ác. Bạn cảm thấy như thế nào về cuộc diễu hành này? Tôi cảm thấy thật là tuyệt vời. Hàng ngàn học viên Pháp Luân Đại Pháp từ hàng chục quốc gia đã diễu hành qua Manhattan, từ Trung tâm Thương mại Liên Hợp Quốc tại đường 47 và đại lộ thứ 2, qua quảng trường thời đại và cuối cùng kết thúc gần lãnh sứ quán Trung Quốc trên đại lộ 12. Cuộc diễu hành vừa là để kỷ niệm ngày 13 tháng 5, được gọi là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, cũng là dịp tưởng nhớ về những nạn nhân bị chính quyền Trung Quốc đàn áp ở đại lục từ năm 1999 đến nay. Chiều ngày 16 tháng 5, sau cuộc diễu hành, các học viên Pháp Luân Công cũng đã tổ chức một buổi luyện công tập thể trước lãnh sứ quán Trung Quốc ở Manhattan. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công và trưng bày biểu ngữ kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Chúng ta hãy cùng theo chân các phóng viên của Đại Kỷ Nguyên TV để xem không khí của buổi luyện công tập thể này, cùng làm quen và lắng nghe cảm nhận của một số học viên tham gia vào sự kiện này nhé. Xin chào. Chúng tôi đến từ Việt Nam. Đài Đại Kỷ Nguyên TV của Việt Nam. Hãy nói cho chúng tôi biết một chút về bạn. Bạn làm gì? Tên là gì? Tại sao bạn ở đây? Tôi đến từ Thụy Điển. Thế bạn tập Pháp Luân Công bao nhiêu năm rồi? Tôi tập Pháp Luân Công từ năm 2005. Đầu tiên là chồng tôi, rồi chồng tôi giới thiệu cho tôi. Tại sao bạn lại tập Pháp Luân Công một thời gian dài như vậy? Bởi vì đấy là một cách để tìm được sự an lạc trong tâm. Tôi tin vào chân thiện nhẫn. Tôi tin rằng nếu tất cả mọi người đều sống theo tiêu chuẩn đạo đức, tiêu chuẩn thân thiện nhẫn, thì thế giới này sẽ là một thế giới tốt đẹp hơn. Bạn đã bao giờ đến Việt Nam chưa? Wow, tôi chưa bao giờ đến, nhưng mà tôi thực sự là tôi rất là muốn đến Việt Nam. Bởi vì tôi nghe thấy rằng là đấy là một cái nơi rất là đẹp, là một đất nước rất đẹp. Bạn có muốn nói gì với cả khán giả Việt Nam không? Tôi muốn mọi người hãy tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công, là bởi vì Pháp Luân Công rất là tốt, và đừng nghe những lời tuyên truyền nhảm nhí giả dối. Bởi vì chân thiện nhẫn là đặc tính của vũ trụ.
Điều đấy rất tốt, tốt với tôi, tốt với tất cả mọi người. Pháp Luân Đại Pháp đem lại cuộc sống khỏe mạnh, an hòa và ánh sáng hy vọng cho nhiều người dân trên khắp thế giới từ mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, bất chấp lợi ích đáng kinh ngạc mà Pháp Luân Đại Pháp mang lại cho hàng chục triệu người dân Trung Quốc, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dỡ mặt và huy động toàn bộ lực lượng quân đội, cảnh sát để phát động chiến dịch nhổ tận gốc Pháp Luân Công trong 3 tháng. Kể từ đó, cuộc đàn áp đã cướp đi hàng chục ngàn sinh mạng, vô số người lương thiện bị bắt bớ, tra tấn, hàng triệu gia đình rơi vào cảnh ly biệt, tan vỡ. Đã hai thập kỷ diễn ra cuộc bất hại, cũng là hai thập kỷ cho những nỗ lực không ngừng của các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc và trên toàn thế giới. Họ đã sử dụng nhiều phương thức ôn hòa khác nhau như tổ chức các buổi thắp nến thỉnh nguyện, diễu hành, xin chữ ký thỉnh nguyện, phát tài liệu, tổ chức luyện công tập thể trước lãnh sứ quán Trung Quốc, v.v. để nói rõ sự thật tới công chúng nhằm phơi bày và ngăn chặn cuộc bức hại. Họ vẫn đang nỗ lực đem lại sự thật đến cho mọi người với một niềm tin vững chắc, sự thật chính là sức mạnh để ngăn chặn tội ác.